quý vị và các bạn, với hơn 90% dòng thuế được giảm về 0%, trong đó thì đa phần là mặt hàng nông sản, các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp kỳ vọng Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc vừa được ký kết sẽ đem lại cơ hội xuất khẩu lớn trong thời gian tới. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và Hàn Quốc đã tăng trưởng liên tục trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2010 đạt tỷ lệ 12,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 49% so với năm 2009. Năm 2011 thì đạt 17,8 tỷ đô la Mỹ, năm 2012 đạt 20 tỷ đô la Mỹ, năm 2013 là 27,3 tỷ đô la Mỹ. Trong 3 tháng năm 2015, kim ngạch song phương đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2014. Chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có thể lựa chọn được những sản phẩm mà phù hợp với thị trường của Hàn Quốc, từ đó thì chúng tôi sẽ mang xuất khẩu qua thị trường Hàn Quốc cũng như là những thị trường khác mà chúng tôi đang hoạt động như là ở Trung Quốc hay Indonesia. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Hàn Quốc VKFTA vừa ký kết sẽ mang lại tác động to lớn tới hoạt động thương mại song phương giữa hai nước, đặc biệt là ngành nông sản thực phẩm sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Tại hội thảo, các chuyên gia Hàn Quốc đã giới thiệu về quy định nhập khẩu, đóng gói bao bì, quy định với các loại hoa quả tươi. Hội nghị quốc tế về công nghiệp thực phẩm Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức cùng dịp với Hội chợ quốc tế về công nghiệp thực phẩm ở Việt Nam là một cái chuỗi các sự kiện mà Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương triển khai nhằm tạo được một cái động lực, một cái xung lực rất mạnh mẽ hỗ trợ cho sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Thì chúng tôi muốn thông qua cái hội nghị lần này tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường và đặc biệt quan trọng hơn là có thể thu hút được cái nguồn đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để nâng cao được cái năng lực công nghệ của các doanh nghiệp chúng ta trong quá trình nuôi trồng, đánh bắt và bảo quản cũng như là xuất khẩu hàng nông thủy sản. Cái buổi giao thương lần này thì công ty bên em cũng đã gặp lại một số khách hàng, một số nhà nhập khẩu đã liên lạc, cũng như là những khách hàng mới, họ cần mở rộng cái những sản phẩm mới ở cái kênh phân phối của họ Hàn Quốc, lôi kéo được các nhà nhập khẩu và khách hàng ở nước ngoài, những cái đặc biệt là những nước phát triển quan tâm hơn nữa đến sản phẩm của Việt Nam. Năm 2015 thì Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại đứng thứ tư của Hàn Quốc sau Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ. VKFTA sẽ đóng góp thúc đẩy sự tăng trưởng thương mại giữa hai nước. Hiện tại Hàn Quốc đang chuyển hướng nhập khẩu hàng hóa tập trung nhiều vào các nước khu vực Đông Nam Á. Do vậy, Việt Nam sẽ có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu vào Hàn Quốc trong thời gian tới. Tôi đánh giá cao việc Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet tổ chức hội thảo này. Hội thảo có rất nhiều hữu ích đối với các doanh nghiệp như chúng tôi. Chúng tôi đã tìm được nhiều bạn hàng, nhà cung cấp hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam để có thể cung cấp cho hơn 10 cửa hàng Lotte của chúng tôi tại Việt Nam và còn có thể xuất khẩu sang các nước khác trong hệ thống Lotte của chúng tôi tại Malaysia, Trung Quốc, Indonesia. Là nước xuất khẩu lớn thứ 5 và nhập khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam trong năm 2014 và là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trong nhiều năm qua, Hàn Quốc đang ngày càng trở thành đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Do đó, việc ký kết FTA song phương với nước này sẽ mở thêm nhiều cơ hội lớn về xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản thực phẩm với thị trường này. Tuy nhiên, để có thể khai thác hiệu quả thị trường này, các doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm kỹ đến các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như một số quy định nhập khẩu của Hàn Quốc để xuất khẩu thành công.